Cảm ơn quý vị thật nhiều. Kính thưa quý vị, và để cho không khí của chúng ta được sôi động hơn, và đặc biệt là nay đi không bao giờ quên, xin được kính chúc cho câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng và ngày hôm nay cùng với SLC Thanh Hóa sẽ có một trận đấu thật là tuyệt vời, một sáng tác rất là quen thuộc sẽ gửi tới toàn thể quý vị nhạc phẩm Mình Yêu Nhau Đi. Xin quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây thì xin được hẹn gặp lại quý vị vào một ít thời gian nữa. Mà cũng Ngọc Quyên xin được kính chúc cho tất cả quý vị sẽ có một buổi chiều cổ vũ thật là nhiệt tình, và đặc biệt là chúc cho câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng và FLC Thanh Hóa ngày hôm nay sẽ có một trận đấu thật là tuyệt vời. Có một trang pháo tay thật lớn để tạm chia tay nhau được không, thưa quý vị thân yêu? Xin cảm ơn rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của hôm nay thực sự là một ngày hơi bóng đá. Hôm qua cái này ai đưa không còn một cái giấy và không còn ở cái đấy này thì các bạn chúng ta có thể cố gắng cho được vào cái trận đấu này. Cái loa này thì có cái lượng thế nào và cái bất tiện nào không? Cái sự loa như thế này là màu đỏ và hải lơ đỏ